Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Nhập huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa yêu cầu cấp thiết để phát triển. Bảo vệ trẻ em trước những tác động của thuốc lá. Phần tin thời sự quốc tế, ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI năm 2024 đã khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ với chủ đề Trí tuệ nhân tạo vì những điều tốt đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết nghị một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, tin của phóng viên Hữu Đại. Tại kỳ họp Hội đồng dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua 32 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư công, kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, thu chi ngân sách nhà nước, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, các đồ án quy hoạch xây dựng, danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tờ trình liên quan đến việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Thanh Sơn, nguyên giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa do chuyển công tác khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và triển khai có hiệu quả, Ủy ban dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đầu tư công có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được giao nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hướng đến mục tiêu thực chất có chiều sâu, hiệu quả và phát triển bền vững. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị thường trực Hội đồng dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua được tổ chức việc thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương để ra soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp, hiệu quả không cao, tích cực đôn đốc giám sát việc giải quyết kịp thời thấu đáo các kiến nghị của cử tri. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng đề nghị thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành địa phương tập trung chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2024, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ có chất lượng. Sáng ngày 31 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho gần 2 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định nâng bậc lương vượt khung lần 1, cấp bậc đại tá đối với đồng chí Phùng Xuân Tiến, phóm đốc công an tỉnh, thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 14 đồng chí và thăng cấp bầu hàng trước niên hạn 1 năm đối với 8 đồng chí. Giám đốc công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng sĩ đến trung tá và nâng lương vượt khung cấp bậc hàm trung tá, thượng tá đối với đồng. 914 sĩ quan, hạ sĩ quan, nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc công an Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 đồng chí giám đốc công an tỉnh khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng, nhà nước trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân, đồng thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, giám đốc công an tỉnh đối với những đóng góp và sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian vừa qua. Phấn khởi hơn trong niên hạn năm 2024 có nhiều đồng chí lập thành tích chiến công xuất sắc được cấp cấp biểu dương khen thưởng có phần quan trọng và thành tích chung của công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giám đốc quan tỉnh yêu cầu ngay sau lễ này, thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ đơn vị mình một cách trang trọng và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã xác định thành phố thanh hóa là một trong ba cực tăng trưởng của vùng đồng bằng và trung du tỉnh thanh hóa là trọng điểm tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh trong vùng bắc trung bộ thành phố hà nội và các tỉnh thành phố khác trong cả nước để hiện thực hóa mục tiêu này việc nhập huyện đông sơn vào thành phố thanh hóa có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng là yêu cầu cấp thiết để thành phố thanh hóa phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế bài viết của phóng viên hữu đại Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đều xác định thành phố Thanh Hóa là trung tâm tỉnh lỵ được định hướng trở thành thành phố hội tụ kết nối phát triển, trung tâm liên kết vùng Bắc Trung Bộ với vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào. Ngoài ra, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 cũng xác định địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa sẽ bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn. Do vậy, nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa sẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa xứng tầm vị thế, vai trò là đô thị trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, tiến tới phát triển thành đô thị trung tâm khu vực trong dài đồng bằng ven biển miền Trung. Ông Phạm Xuân Na, viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa nói: tại quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có xác định là mới mở rộng không gian thành phố Thanh Hóa về toàn toàn bộ huyện Đông Sơn. Thế thì cái định hướng này là để nhằm gắn kết cái đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa với lại khu vực phía tây của tỉnh cùng với lại các cái nút giao mới ở cái đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và đồng thời là tận dụng toàn bộ cái quỹ đất của huyện Đông Sơn để phát triển các cái khu công nghiệp rồi dịch vụ thương mại rồi đô thị. Hiện nay thành phố Thanh Hóa được đánh giá là một trong những thành phố phát triển năng động nhất khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, quá trình phát triển của thành phố Thanh Hóa cũng đang bộc lộ một số bất cập hạn chế, đặc biệt là việc thiếu quỹ đất dự trữ để mở rộng và phát triển đô thị, chưa đảm bảo được nhu cầu phát triển trong tương lai vai trò trung tâm cấp vùng của thành phố Thanh Hóa chưa tương xứng, chưa có nhiều yếu tố nổi trội. Sau đó, nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa sẽ giải quyết được nhiều bài toán cho việc nâng tầm vị thế, vai trò của đô thị Thanh Hóa với tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thực tế, trong quá trình phát triển từ thị xã Thanh Hóa đến thành phố Thanh Hóa, đô thị loại 1, một số đơn vị hành chính cấp xã của các địa phương như Quảng Sương, Hồng Hóa, Thiệu Hóa và Đông Sơn cũng đã nhập về thành phố Thanh Hóa Ông Đinh Viết Ba, Phó Chủ nhiệm Quỹ Lục Bộ Hàm Rồng, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Để có một cái phát triển cái đô thị văn minh gắn liền thì thành phố Thanh Hóa cần cái dư địa mới để thành phố Thanh Hóa coi như mặc cái áo nó đã chặt rồi thì bây giờ cần một cái áo mới rộng hơn. Chúng ta có cái dư địa để phát triển những cái khu công nghiệp lớn những khu văn hóa lớn. Ngoài ra, xét tiêu chí của một đơn vị hành chính cấp huyện, hiện nay huyện Đông Sơn chưa đảm bảo tiêu chuẩn về dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Vì vậy, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa chính là sắp xếp, tổ chức hợp lý quy mô đơn vị hành chính là tiền đề tổ chức lại bộ máy quản lý dân cư, quản lý hành chính theo mô hình chính quyền đô thị để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn huyện Đông Sơn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. Chủ đề này được lựa chọn bởi hiện nay trên toàn cầu ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi đang hút thuốc lá. Tại Việt Nam năm 2023 có 7% học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử. Số học sinh ở nhóm tuổi 13 đến 15 sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Bài viết của phóng viên Kim Dung. Tại Thanh Hóa, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đang được triển khai tích cực tại nhiều cơ quan đơn vị. Trong đó, các trường học đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh sinh viên về tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử. Em Mai Phương Thúy, lớp 8A, trường trung học cơ sở Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Việc hút thuốc lá là rất nguy hại đến sức khỏe trong trường chúng em thì các thầy cô thường tuyên truyền vào những tiết sinh hoạt ngoài trời và các tiết hoạt động trải nghiệm và qua các bộ môn ngữ văn, khoa tự nhiên và giáo dục công dân thì các thầy cô luôn tuyên truyền cho chúng em biết đến tác hại của hút thuốc lá. Theo các chuyên gia y tế, hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh mãn tính nan y và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, và 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại Thanh Hóa, tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể ở các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Tuy nhiên, thành tiệu này đang có nguy cơ bị phá bỏ bởi sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ sử dụng thuốc lá hát điện tử, thuốc lá nung nóng tập trung ở lứa tuổi từ 13 đến 15 tuổi. Thu thế sử dụng thuốc lá hiện nay Đặc biệt là các cái sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thì cũng chứa các chất độc hại và có hoạt chất nicotine gây nghiện tương tự như thuốc lá truyền thống và để lại những cái hậu quả khôn lường về mặt sức khỏe, kinh tế và môi trường do vậy cái việc bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trước các cái tác hại của thuốc lá là hết sức cần thiết và cấp bách. Tiến sĩ bác sĩ Trịnh Anh Văn, phó giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa cho biết. Để giảm cái tác hại của nó, thì trước hết là chúng ta cần tăng cường cái công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao cái nhận thức của người dân về cái tác hại của thuốc lá gây ra và từ đó người dân sẽ từ bỏ. À, cái thói quen mà hút thuốc để giảm cái tác hại do à, thuốc gây ra. Cái thứ hai là à, có những cái chính sách à, trong vấn đề quản lý à, về à, sử dụng thuốc lá, đặc biệt là cấm à, sử dụng thuốc lá ở các cái nơi công cộng như trường học, cơ quan, à, bến tàu, bến xe à, và có những cái chế tài xử phạt. Trong tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 năm 1924, tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường truyền thông các quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng kêu gọi cộng đồng hành động nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất mỗi người cần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá lợi ích của môi trường không khói thuốc thay đổi hành vi tuân thủ các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý. Tuy nhiên vẫn còn lượng lớn tàu cá 30 không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác nhiều giải pháp đã được các đơn vị lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường triển khai nhằm đảm bảo các điều kiện để tàu ra khơi và gỡ được thẻ vàng IUU. phản ánh của phóng viên Thanh Hường. Từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 4 phương tiện tàu cá, không đảm bảo các điều kiện mà vẫn ra khơi, trong đó có một phương tiện 30. Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan, xử phạt và đóng biển phương tiện 30 để quản lý chặt chẽ hơn, Thượng tá Trần Văn Thâm, chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Riêng đối với những chủ phương tiện 3 thì đơn vị chúng tôi trước hết là vận động các chủ phương tiện tiến hành một là làm đảm bảo đầy đủ thủ tục, hai là tiến hành tham gia các lớp học là về thuyền trưởng, máy trưởng để được cấp bằng. Nếu mà chủ phương tiện nào mà không chấp hành, thì đơn vị chúng tôi phối hợp với các lực lượng và địa phương là kiên kiên quyết không cho chủ phương tiện hành nghề trên biển. Ông Nguyễn Xuân Đồng, tri cục trưởng tri cục thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, toàn tỉnh có 6.057 tàu cá, trong đó 4.246 tàu hoạt động ven bờ, 716 tàu hoạt động vùng lộng, 1.095 tàu hoạt động vùng khơi. Đến nay, tất cả các tàu cá ở Thanh Hóa đã đăng ký, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký, đăng kiểm tàu cá VN Fishbase tuy nhiên vẫn còn 70 tàu 30. Không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác, 339 tàu hết hạn đăng kiểm, 41 tàu chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản, 46 tàu chưa cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 110 tàu chưa bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng. Đây là các nguyên nhân khiến Thanh Hóa chưa gỡ được thẻ vàng IUU, khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo. Đối với cái tàu như là 30 thì ngành thủy sản đã phối hợp với chính quyền địa phương đóng cái biển số 30 và giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương và các lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ không cho các tàu này đi khai thác khi chưa thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trên địa bàn phường Quảng Tiến hiện nay thì đối với tàu 30 thì có 3 chiếc thì thực hiện theo cái quy định về cái giám sát với tàu bà không thì phường đã phối hợp với lực lượng biên phòng cảng cũng như là tri cục trạm kiểm ngư cho các tàu ký cam kết về cái thực hiện là không ta khơi khi đang thực hiện cái tàu bà không thì hiện nay thì sở nông nghiệp cũng như là ủy ban tỉnh thanh hóa đã có cái văn bản hướng dẫn để cho cái tàu bà không này để làm thủ tục hồ sơ thì phường với các cơ quan ban ngành chức năng cũng đang vận động bà con nhân dân đối với tàu bà không này để làm sao đảm bảo được cái thủ tục hồ sơ giấy tờ đảm bảo đủ điều kiện cho khi ra khơi đánh bắt. Đối với các tàu cá 30, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã giao cho chính quyền 6 huyện, thị xã ven biển phối hợp với lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá ra soát, xác định vị trí neo đậu, đồng thời yêu cầu các chủ tàu ký cam kết không đưa tàu đi đánh bắt. Các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày và trên 6 tháng sẽ bị lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí lực lượng giám sát hoạt động của tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình 24 trên 24 giờ. Phối hợp với lực lượng biên phòng, các địa phương thông báo nhắc nhở chủ tàu, thuyền, trường đảm bảo kết nối khi hoạt động trên biển, không để xảy ra tình trạng tàu 30 ra khơi và tiến tới phấn đấu gỡ được thẻ vàng IUU trong khai thác thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh lây lan tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, huyện đã đẩy mạnh các giải pháp chống nóng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, phản ánh của phóng viên Lan Hương. Huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa có gần 15.000 con trâu bò, trên 72.000 con lợn và trên 1,1 triệu con gia cầm. Để phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh, tiến hành tiêm phòng đợt 1 năm 2024 và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm mới phát sinh, chưa được tiêm phòng cho đợt chính. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc quản lý, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Cảnh báo các hộ chăn nuôi có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp tăng sức đề kháng cho vật nuôi, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại sạch sẽ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Chuyên, cán bộ thú y xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa nói. À, nhờ các cái cuộc hội nghị nhân dân hoặc là hội nghị à, phụ nữ à, hoặc là hội nghị à, của nông dân rồi cựu chiến binh để tuyên truyền cho các cái hộ chăn nuôi lớn để thường xuyên là công tác là làm công tác à, bảo vệ cái đàn gia súc gia cầm của chính hộ gia đình nhà mình đấy đặc biệt là à, phải tiêm phòng đạt 100% ví dụ như đàn lợn là phải tiêm phòng hai cái bệnh chính đó là bệnh à, dịch tả và bệnh à, bệnh à, tụ dấu à, và châu bò thì tiêm bệnh à, lờ mồm long móng tụ huyết trùng và bệnh viêm gan nổi cục. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đơn vị cũng đã làm khuyến cáo tốt và chỉ đạo đặc biệt cho các đơn vị xã, đơn vị chăn nuôi tập trung và các nông hộ chăn nuôi là đảm bảo là chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và tiêu, và tiêu độc khử trùng đảm bảo định kỳ 7 ngày trên lần và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc gia cầm chưa được tiêm để làm sao cho đảm bảo 100% là cái cái tổng đàn trên địa bàn huyện được tiêm phòng đảm bảo theo phòng chống dịch bệnh. Hiện nay dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng và cúm gia cầm đang xảy ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại Cẩm Thủy, mặc dù chưa có dịch bệnh phát sinh, nhưng không vì thế mà các xã, thị trấn và hộ chăn nuôi chủ quan lơ là trước nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, các hộ phải thực hiện đồng bộ các biện pháp Phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc gia cầm, thực hiện nghiêm việc chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất trong khuôn viên hộ gia đình, huyện Ngọc Lặc đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị cây trồng và hình thành các vườn mẫu với cảnh quan xanh sạch đẹp. Thời gian qua việc cải tạo vườn tạp để xây dựng các mô hình vườn mẫu được huyện Ngọc Lặc chú trọng triển khai thực hiện và nhân rộng ở các xã thị trấn đang góp phần thay đổi tư duy của người dân từ làm vườn truyền thống sang phát triển kinh tế vườn theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, nhiều vườn mẫu ở các xã Cao Thịnh, Ngọc Trung, Minh Tiến và thị trấn Ngọc Lặc cho thu nhập từ 30 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các vườn mẫu ở các địa phương trong huyện góp phần thúc đẩy phong trào nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh, nhân tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo diện mạo mới cho những vùng quê nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Để phát triển vườn mẫu, các cấp chính quyền huyện Phòng chuyên môn cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ tập huấn và định hướng cho người dân đưa các cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khả năng sản xuất gắn với nhu cầu của thị trường. Đồng thời ngành chuyên môn và các xã thị trấn tích cực tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ kinh tế vườn. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực tập trung tăng cường phổ biến tuyên truyền quán triệt về các quy định của luật xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 62/2020 QH14, nghị định số 15/2021 NĐCP3, nghị định số 06/2021 NĐCP4, nghị định số 16/2022 NĐCP5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP6 về các nội dung liên quan đến việc tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để chính quyền địa phương và các chủ đầu tư hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản, chỉ thị số 12 ct ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021, quyết định số 26/2021 Quy đề UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021, công văn số 6775 UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022, công văn số 6819 UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022, công văn số 15973 UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022, công văn số 4032 UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024. Công văn số 6831/UBND CN ngày 16 tháng 5 năm 2024. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng không đúng với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện không đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối với công trình có sai phạm về trật tự xây dựng, cần có các biện pháp xử lý vi phạm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tránh tình trạng hợp thức hóa sai phạm của các cá nhân tổ chức trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Đối với những nội dung vướng mắc bất cập cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ghi nhớ khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Cách đây 70 năm, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng với tình cảm Bắc Nam một nhà, tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, ra sức chuẩn bị cơ sở vật chất, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, tốt nhất để đón tiếp cán bộ chiến sĩ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết. Sự đón tiếp chu đáo tận tình, tình cảm đàm thắm của đồng bào Sầm Sơn Thanh Hóa đã làm ấm lòng những người con miền Nam trên đất Bắc. Các huyện Nông Cống, Đông Sơn ủng hộ 600 con bò, 700 con lợn, 15.000 con gà, vịt và 12 vạn quả trứng. Các huyện Như Xuân, Cầm Thủy cung cấp trên một vạn cây gỗ, hàng trăm tấn củi. Các huyện Trung Du cung cấp 20 vạn bao thuốc lá, trên một vạn kg cà chua, 3 tấn cá và 415 kg mộc nhĩ, các huyện miền núi đóng góp hàng chục bè luồng nứa, hàng vạn lá kè để xây dựng 1.000 gian nhà. Hai huyện Nga Sơn, Quảng Sương cung cấp 8.384 đôi chiếu. Các huyện Hoàng Hóa, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định may 2.800 màn cá nhân, 1.000 màn đôi, 4.100 mền chăn và 1.450 cốt áo bông. Các huyện Đông Sơn, Quảng Sương, thị xã Thanh Hóa cung cấp 49.000 bộ quần áo và gần 6.200 đôi dép cao su. Huyện Vĩnh Lộc được chọn làm nơi đón tiếp 225 cụ già nhân dân hai xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc đón các cụ về an dưỡng trên quê hương mình trong suốt 7 năm. Trong khi cùng nhân dân cả huyện xây dựng xong khu điều dưỡng, nhân dân hai xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc đưa các cụ về khu điều dưỡng Khang Trang. Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp cán bộ chiến sĩ đồng bào học sinh miền Nam tập kết từ ngày 15 tháng 10 năm 1954 đến ngày 1 tháng 5 năm 1955. Thanh Hóa đã đón nhận 1.869 thương bệnh binh, gần 47.400 cán bộ, trên 5.900 học sinh và trên 1.400 gia đình cán bộ tập kết ra Bắc. Nhằm ghi nhớ khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, sắp tới, tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như Hội thảo khoa học Thanh Hóa với đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, 70 năm sâu nặng nghĩa tình, Khánh thành công trình khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ vào sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại thành phố Sầm Sơn. Tổ chức kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào cán bộ chiến sĩ vào sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Sáng ngày 31 tháng 5, tức ngày 24 tháng 4 âm lịch, tại ba đền thờ Thượng tướng Trần Khát Trần trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc đã diễn ra lễ kỷ niệm 625 năm ngày mất Thượng tướng Trần Khát Trần nhằm tưởng nhớ tri ân vị tướng tài bất khuất, trung nghĩa vì dân vì nước. Tại lễ kỷ niệm, đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại cuộc đời sự nghiệp của Thượng tướng Trần Khát Trần. Ông sinh năm 1366 tại làng Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh, nay là huyện Vĩnh Lộc. Do có công lớn diệt giặc chiêm thành, ông được phong cấp Thượng tướng quân lần thứ hai và được cấp đất đai lập ấp tại Hoàng Mai, phía nam thành Thăng Long, Hà Nội, khi ông mới 24 tuổi. Ông mất ngày 24 tháng 4 năm Kỷ Mão 1399 khi mới 29 tuổi. Nhân dân trong vùng vô cùng thương tiếc và khâm phục tấm lòng của một bể tôi trung nghĩa nên đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi. Trong đó đền thờ ở chân núi Đún Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc là nơi thờ chính. Đền thờ ở xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Thịnh là nơi thờ vọng. Lễ hội đền thờ Trần Khắc Trân năm nay thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Phần lễ được tổ chức trang trọng y nghiêm, mở đầu bằng nghi thức dân hương tế lễ. Phần hội được tổ chức với màn bơi trèo cạn, tế nam tế nữ quan. Đây là nét đẹp văn hóa mang đặc trưng riêng được tổ chức tại lễ hội đền thờ Trần Khát Trân, huyện Vĩnh Lộc. Du khách về với lễ hội Trần Khát Trân để tưởng nhớ tri ân công đức của bậc tiền nhân, giáo dục tinh thần yêu nước, quê hương, ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầm Thủy vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc cấp huyện Cầm Thủy đã tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc chương trình hành động mà nghị quyết đại hội mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Trong 5 năm, mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân đóng góp trên 900 tỷ đồng, hiến hơn 200.000 m2 đất làm đường giao thông và thủy lợi, Đến nay đã có 12 trên 16 xã đạt nông thôn mới, đạt tỷ lệ 75% trong đó có một xã nông thôn mới nâng cao, 8 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 48 thôn đạt nông thôn mới. Toàn huyện Bình Quân đạt 16 tiêu chí một xã. Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt trên 95% người dân hài lòng. Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đến trên toàn huyện với trên 30.000 xuất quà, tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đã sửa chữa làm mới nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 3,7 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 57 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Thủy khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Cao Minh Thức, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Cẩm Phú được cử làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 8 vị tham dự đại hội mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 31 tháng 5 tại thành phố Sầm Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sầm Sơn tổ chức gia quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 và truyền thông rác thải nhựa tại lễ gia quân đại diện lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ thành phố sầm sơn đã kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố chung tay bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp nói không với rác thải nhựa nhằm chung tay xây dựng thành phố du lịch biển ngày càng thân thiện với du khách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước về với sầm sơn hưởng ứng lễ gia quân đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố đã tổng dọn vệ sinh môi trường dọc bờ biển khu vực bến thuyền quảng trường biển và tại các khu dân cư với tinh thần quyết tâm bảo vệ môi trường đồng thời góp phần lan tỏa hành động tích cực bảo vệ môi trường đến đông đảo nhân dân và du khách, góp phần chung sức bảo vệ tốt môi trường biển, môi trường sống. Lễ gia quân nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ gia quân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức truyền thông rác thải nhựa, thông tin tình hình dân số kế hoạch hóa gia đình quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế